cảm xúc, lúc nào cũng cảm xúc, chìm trong cảm xúc đã hết em ơi. Bởi vì những cái mẫu mình làm ra là những cái sự tuyển chọn mà phải nói cực kỳ công phu và cầu kỳ để tạo ra được những sản phẩm cao cấp luxury. Đây là chiếc nhẫn về thời trang, một món trang sức mà phải nói là đơn giản, đẹp và rất tinh tế, dành cho tất cả chúng ta, dù cả nam hay nữ, bất kỳ ai cũng đeo được hộp mẫu nhẫn này. Bởi vì đây là mẫu nhẫn unisex dành cho được tất cả mọi người. Chiếc nhẫn này rất đặc biệt, đặc biệt hơn những chiếc nhẫn mà tương tự Kỳ Lân từng review. Hai bên chiếc nhẫn, hai bên hông chiếc nhẫn, đó chính là khía chạy tia trên đồng hồ Rolex. Và cái phần khía của Rolex đó là cái mặt cổ đặc trưng của thương hiệu đồng hồ chính hãng Rolex. Và mình lấy ý tưởng từ cái phần khía đó và đưa vào trên hai bên hông của cái chiếc nhẫn của mình. Chiếc nhẫn này là một chiếc nhẫn gọn, đơn giản mà rất là tinh tế. Ở giữa chiếc nhẫn vành tròn này là hai hàng kim cương mà mình đã tuyển chọn từng viên một với những thông số đẹp nhất. Bởi vì mình là đơn vị chuyên về chế tác trang sức cao cấp luxury theo cầu, và đơn vị chuyên về hàng trang sức cao cấp cho những sản phẩm trở nên giá trị đẳng cấp hơn. Giới là kim cương là phải tuyển chọn từng viên một, phải đồng nhất với nhau, và kích thước đối xứng với nhau phải đồng nhất, và phải chuẩn về độ sạch, phải chuẩn về độ đẹp. Nói chung là tuyển chọn những viên kim cương đẹp nhất, hài hòa nhất để đưa vào sản phẩm vàng nguyên khối 750 này. Với ánh sáng bóng và những viên kim cương lấp lánh tuyển chọn thì chiếc nhẫn này đủ đẳng cấp, đủ sang trọng, đủ thượng lưu để phục vụ cho tất cả quý khách. Tại sao đeo được cho cả nam và nữ? Bởi vì cái mẫu nhẫn này gọn, đơn giản và rất là tinh tế. Bản này rất vừa và gọn đẹp rồi. Bản này chuẩn nhất sau khi Kỳ Lân đã làm rất nhiều mẫu cho khách hàng và Kỳ Lân đúc kết kinh nghiệm là mẫu này, bản này. Bởi vì cái việc nó có quá trình thì sẽ có được một cái kết quả mỹ mãn nhất. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc nhẫn, mẫu nhẫn cực kỳ hot tại Kỳ Lân Luxury. Và mẫu nhẫn này bảo đảm với tất cả quý khách, ai cũng sẽ thích, ai cũng sẽ phù hợp và ai đeo cũng sẽ đẹp. Và đến đây xin được phép kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo mà Kỳ Lân sẽ giới thiệu về nhiều sản phẩm về trang sức đẳng cấp sang trọng thượng lưu nữa nhé.